Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán của tác giả Phạm Minh Vũ đang trên trang cá nhân vào ngày 19 tháng 3 về bản chất ăn cướp, làm quan của các quan chức Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Nhà cầm quyền Việt Nam nên tỏ ra là một con người. David Cameron, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh, từ khi rời vị trí Thủ tướng năm 2016, ông đã tham gia nhiều hoạt động xã hội. Trong hai năm qua, ông đã tham gia dự án nhân đạo The Chippy Ladder, một dự án thực phẩm ở thị trấn Chippin Norton, giúp các gia đình có thu nhập thấp có thực phẩm dư thừa từ các siêu thị, đồng thời cắt giảm lãng phí thực phẩm. Và từ khi Nga quốc xã đem quân qua xâm lược Ukraine, ông và đồng nghiệp của ông đã tích cực vận động, kêu gọi những thứ mà người dân Ukraine cần khi chạy nạn sang Ba Lan. Hai tuần qua, team của ông tích cực gõ cửa các siêu thị hay cá nhân, gồm những thiết yếu như tã lót đến sản phẩm vệ sinh, quần áo ấm, cho đến bộ dụng cụ sơ cứu, thực phẩm chất đầy xe tải. Sự hào phóng của cộng đồng ở Tây Oxfordshire và của người dân Anh nói chung đã giúp ông và đồng nghiệp của mình thêm động lực đi xin xỏ. Và sau khi chất đầy hàng cứu trợ, ông trực tiếp lái xe đi cùng hai đồng nghiệp, chở hàng sang Ba Lan để tiếp tế cho dòng người tị nạn từ Ukraine. Vâng, đó là một cựu thủ tướng từng tốt nghiệp liên ngành triết học kinh tế hoặc chính trị, không có bằng cao cấp lý luận chính trị hay đảng viên ưu tú, nên ông David Cameron, từ một thủ tướng phụng sự nhân dân bước xuống thượng dân, cũng luôn nghĩ cho người dân, nhất là dân nghèo. Giờ đây, ông làm một việc rất nhân đạo, đó là cứu trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Một việc làm của một con người tử tế và nhân văn. Cựu thủ tướng người ta xông pha là thế, vậy mà hôm nay, người dân Ukraine tại Hà Nội tổ chức một hội chợ để gây quỹ cho việc hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ những nạn nhân ở quê hương họ. Thế nhưng cuối cùng, buổi gây quỹ đã bị thông báo hủy do công an yêu cầu dẹp. Lãnh đạo Việt Nam, những tên quan chức cộng sản đầy lý luận cách mạng, đầy đạo đức đảng viên, hãy nhìn xem cựu thủ tướng xứ người đã làm gì, tại sao lại có thể hành động vô nhân đạo khi dẹp bỏ buổi gây quỹ khẩn cấp để cứu người. Hành động đó khác nào tiếp tay cho quân xâm lược Nga quốc xã để chặn từng miếng ăn của đất nước đang chiến tranh triền miên, lương thực khan hiếm. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy tỏ ra mình là một con người. Nói thêm, dự án The Chippy Ladder là một dự án mà mỗi thành viên hàng tuần đều đi gõ cửa các cửa hàng hay siêu thị với những thứ gần hết hàng sử dụng nhưng vẫn dùng được để cho những người thu nhập thấp, tránh lãng phí, vừa đỡ xử lý hay gây ô nhiễm môi trường khi hết hàng.